Xin chào các bạn, tôi là Duy Nguyễn, giám đốc trung tâm đào tạo marketing online Duy Web. Trong cái video hôm nay thì tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách tạo cái bản đồ map nhé. Cái bản đồ map thì nó giống như này này, ví dụ như gõ này thì các bạn gõ tên ra này, đây map, em thấy không, map nó hiện như này thì người ta tìm đường đi nó rất là dễ đấy. Vẫn là địa chỉ cũ này, mai để anh phải sửa lại về 161 Chùa Láng, mấy hôm nay vội quá chuyển văn phòng chưa có thời gian đấy. Thì bây giờ bước đầu tiên chúng ta sẽ gõ này, Google doanh nghiệp của tôi này. Đấy, em gõ được Google doanh nghiệp của tôi nhá. Rồi em ấn vào đây này, google.com in này, business này nhá. Em sẽ đăng nhập một cái Gmail, em đăng nhập giúp anh cái Gmail của em đi. Cái Gmail mới ấy, mới của anh ấy, nó không quản lý cái doanh nghiệp nào, để cho em tạo một cái mới luôn. Quản lý một cái nào? Thế dùng cái Bibolo kia được không? Bibolo kia nó có cái Bibolo rồi. Dùng một cái Gmail mới đi. Có cái Gmail nào mới không? Để anh hướng dẫn em tạo cái gì của nhà em chẳng hạn. Để em biết cái phương pháp tạo thôi, còn Bibolo kia có rồi thì tạo gì nữa, đúng không? Nó có chưa? Nó đăng nhập, ấn đăng nhập. Đây cho em người hạ sẵn. Thôi thế sợ nó hơi lệch lệch. Nó có việc kỳ đấy nhá. Yeah. Ok, đợi chút xíu. Đấy nhá, bây giờ nhá, em thêm tên doanh nghiệp vào này, nhập tên này, ví dụ như là công ty trách nhiệm với bạn Bilalo. Bilalo à? Nhập thêm doanh nghiệp của bạn. Tên doanh nghiệp của bạn là gì này? Công ty Bilalo. Tiếp theo này, nó sẽ ra một cái trang là Business. Đúng rồi, Business. Tiếp theo này, danh mục kinh doanh này, em sẽ chọn danh mục kinh doanh ở đây nhé. Đây, sao nó sắp bị treo. Tiếp theo này, hàng hóa nó của em là thiết bị công nghiệp. Đấy, cung cấp thiết nhà, cung cấp thiết rồi. Tiếp theo, bạn thêm vị trí mà khách hàng ghé qua cửa hàng này, có này. Đây này, tiếp theo này, địa chỉ đường phố này, địa chỉ đường Đình Xuyên. Đường Đình Xuyên à? Rồi, đường Đình Xuyên, thành phố Hà Nội đó. Đình Xuyên gì nhỉ? Gì nữa? Xã Đình Xuyên. Đình Xuyên. Xã Đình Xuyên. Đình Xuyên đúng không? Huyện gì? Huyện gì nhỉ? Gia Lâm. À, Gia Lâm à? Anh chưa đến đây là không biết. Nào đi doanh nghiệp của Aloen. Ừ. Cho chị sang đấy chọn vài. Tỉnh đúng không? Hà Nội nốt. Hóa bưu chính của Hà Nội là 100.000 em nhé. 100.000. Đường Đình Xuyên, Đình Xuyên, Gia Lâm, Hà Nội. Sao mình biết được thế? Hả? À, cái mã này em muốn tra thì em lên Google em tra mã bưu chính. Zip code thì của Hà Nội là 100.000. Anh để anh hay phê hay nhập Hà Nội đánh nhớ luôn. Còn không thì em lên em tra như này này. Zip code. Có em. Đây, mã bưu chính đây. Đây này. Đây này. Đấy. Zip code này Hà Nội này 100.000 đây này. Ok chưa? Hôm nay sẽ làm một cái video về cái zip code này cho mọi người nhé. Tiếp theo này. Đây có phải doanh nghiệp của bạn không? Trường mầm non Đình Xuyên. Không có một cái nào trong đám này của mình cả. Thì mình có phải mấy cái này đâu. Đó, tiếp theo này. Bây giờ mình tự, nó sẽ cho mình tự chọn cái vị trí. Đấy. Em có nhớ được nhà em chỗ nào không?
đấy, gần công ty nước số 2 Hà Nội đấy chị cho. Đi di di nó lên gần đấy. Gần đấy à. Phóng to lên nữa để nhìn cho chuẩn. À, thế em chưa tạo được cái map Bivalo đúng không? Nó tạo được thì nó phải có ở đây rồi chứ. Ta tạo được đâu? Chưa. Thế tạo luôn. Thực hành tạo luôn gì đâu. Tạo thật luôn. Ờ ok. Chỗ nào đây? Để anh kéo cái con tròn này ra. Em được, em xem nào. Em có nhớ được không? Em nhớ nhưng mà cái đợi đợi chút, anh nghe điện thoại đi. Anh nhá, mình kéo đúng vị trí chưa? Anh cho em nhìn. Đây đây em tự dùng con chuột đi. Em bon em di chuyển bản đồ này, kéo phóng to này. Em muốn nhìn là xem cái chỗ này nó đang ở đâu. Trung tâm đào tạo là xe Đình Xuyên này. Ừ. Xong là đi đến đây của em nó ở... Đấy, tôi kéo con tròn ra anh không biết đâu. Cái này phải khổ chủ mới biết được chứ, anh này không biết đi vào luôn nó ở chỗ nào đâu. Đấy, tôi kéo con tròn ra. Kéo con đỏ đỏ ra, đúng rồi. Chuẩn chưa? Tại vì em kéo không chuẩn là nay mai khách nó cứ đi theo đúng cái bản đồ này. Đúng ra ấy, nếu để chuẩn nhất thì em lấy cái về nhà phát cái logo ra thì nó chuẩn đến từng mét, nhưng thôi chả cần thiết đâu. Ừ. Đang quay clip mà. Rồi, tiếp đến này, kéo đúng vị trí rồi đúng không? Đang tiếp theo nhé. Thế này, bạn có phục vụ khách hàng bên ngoài địa điểm không? Nếu em có thì em chọn có, mà không thì em chọn không. Có đúng không? Rồi, tiếp theo. Rồi này, thêm những khu vực mà cái này không phải bắt buộc, mình cứ để mặc định thì là phục vụ tất cả các tỉnh thành. Còn mình điền vào thì là chỉ phục vụ những tỉnh thành đó thôi. Ok, thế thì bỏ qua nó nhé. Bây giờ là cái này quan trọng là số điện thoại của em này. Rồi. 28 rồi. Nên, theo anh thì nên để điện thoại bàn hay điện thoại? Để di động cho dễ, hay để cái số của em vào nữa. 06 rồi. 2 bao nhiêu? 294. Rồi. 186. Vân tử nhưng mà lại lên. Anh thì số điện thoại anh toàn bỏ số 4, không có chọn số nào có số 4 đâu. Trang web của em là Bivalo đó. Bivalo. Hôm nay anh cũng tìm được một cái số điện thoại này đẹp phết này. Để lại làm cái số tổng đài này. Đây này. Cái bọn Viettel hay là cái gì, bọn nó có hay anh toàn, gửi cho anh không? Anh toàn lấy đầu số như này, không có một con 4 nào luôn. Ừ, đấy. 5256 cũng được. Có cái số này này. 2256. Đấy, anh chọn số hết. Check chọn số. Không thích đầu số 4 lắm. Bilalo.vn à? Bilalo.com.vn. Bilalo.com.vn. Ok, đây trang web của em. Tại sao nó lại cứ bị nhảy ra như thế nhỉ? Sao lại hỏi chấm bị index.php nhỉ? Em không biết. Không buồn ghế đấy. Rồi này, tiếp theo nhé. Nắm rõ thông tin, rồi có này, tiếp theo này. Hoàn tất này, đấy. Sau 15 ngày em sẽ nhận được một cái thư về đúng cái địa chỉ đó. À, hay quá, hay quá. Quá hay. Bây giờ lại chọn xác minh nhắn tin. Thế thì em sẽ xác minh luôn được cái map luôn ngay trong hôm nay luôn. Lấy cái điện thoại cái số vừa nãy ra đây đi. Hay quá. Thế này thì xác minh được luôn. Ngon quá. Bây giờ anh chọn xác minh nhá, nhắn tin này. Nó sẽ nhắn tin cho em luôn. Đúng rồi, một phát lên luôn. Quá là ngon lành. 0906 294 186 em nhận được chưa? Nhập mã đi. Đấy. Một phát ăn map luôn, lên được luôn. Đấy. Được, anh thấy tin nhắn Google về rồi đấy. Nhanh quá, super nhanh. Rồi. 609726. Thế là em đã xác minh được cái map này rồi đấy. Rồi. Bạn đã được xác minh. Rồi. Công ty trách nhiệm hữu hạn Bivalo trên Google. Bắt đầu. Đấy, thế là em đã tạo được cái map thành công rồi. Ngon lành chưa? Ừ. Tạo map thành công. Đúng rồi. Theo là làm việc.
bây giờ thì nó đây là nó đang cho em về một cái ấy. Không, mình không nhất thiết phải chạy quảng cáo, em hiểu không? Mình bỏ qua cái này đi, đây là nó gợi ý cho mình thôi, em hiểu không? Còn mình đây là đã xác định xong cái doanh nghiệp của tôi rồi, mai kia nó sẽ in lên cái bản đồ giống như của Duy Anh Web của anh ấy. Bây giờ chưa in ngay được đâu, nhưng đã được xác minh rồi, em hiểu ý anh không? Mai kia khi mà nó được in ấy thì chúng ta sẽ gõ nó ra, công ty trách nhiệm Miralo cho nó gõ ra để chúng ta comment nó. Thì sẽ dạy em cái kỹ thuật để làm sao được comment để lên được cái map đây nhá. Thì ví dụ như này nhá. Hello em, đào tạo sale này, em nhìn này, thấy có Duy Anh Web ở đây không? Tốt không? Đấy, thế tại sao mà anh lên được cái này? Bây giờ anh lại chia sẻ cái kỹ thuật sale map. Muốn sale được cái map thì tên nó phải có chữ từ khóa, cái tên nó cũng không quan trọng lắm, nhưng cái quan trọng ở đây là những cái đánh giá này này, đánh giá 5 sao này, tên có chữ từ khóa thì đúng là nó rất là dễ lên, đúng không? Nó dễ lên lắm. Nhưng mà vì của em, tên công ty của em là Bivalo, nó là không có chữ từ khóa mà gọi là cái gì nhỉ, những cái van anh bùng gì, đúng không? Nhưng em lại muốn là sau này người ta có cái từ gọi là van công nghiệp, nó lại lên được cái map của em, thì em làm như nào? Thì chính là làm như của anh này. Đấy, bấm vào đây này, gõ những cái từ khóa mà cái map của mình nó lên được. Sau đó thì vào đây đánh giá này, có một cái gọi là đánh viết bài đánh giá. Rồi, đánh giá 5 sao, chất lượng cao, chuyên nghiệp, giao tiếp chuyên nghiệp, đáng giá tiền. Bây giờ chia sẻ này, hiện tôi đang tham gia một khóa học sale tại Duy Anh Web. Anh Duy Anh đấy, cầm tay chỉ việc, rất dễ hiểu. Thế thì anh đang muốn sale cái từ khóa học sale, sau này nó gõ từ khóa học sale cái map anh cũng lên, thế thì anh không mất tiền quảng cáo, nó vẫn gọi điện về cho anh, nó vẫn đăng ký không. Đấy chính là kỹ thuật sale map, thì ai nhiều đánh giá hơn thì người đó lên được tốt. Đây này, của anh 1.63 đánh giá này, thế thì chắc chắn nó sẽ lên được tốt hơn những cái thằng mà không có đánh giá nào. Đấy, đăng pháp. Thế nhưng mà vào đánh giá là như thế nào? Đấy, vào đánh giá là như này. Đấy nhá, sau khi cái map của em được in lên bản đồ rồi, 2-3 ngày nữa nó mới được in lên. Giờ nó chưa được in lên đâu, giờ nó mới chỉ được là xác minh thôi. Nó được in lên thì nó giống như công ty này này, vài công ty nó được in lên, ví dụ nhá, mấy công ty nào được in lên. Đây đồng hồ nước Jenner đi. Đồng hồ nước nhá. Đây, đây nó lên đây này. Em nhìn thấy không? Ví dụ như nhà anh chọn làm sáng này. Đấy. Đây. Là khi nó vài hôm sau nó được in lên thì em gõ đúng cái tên công ty mình ra. Ví dụ của em là công ty trách nhiệm nhá, Bivalo. Thì em gõ Bivalo. Còn như người ta ở bây giờ nhá, anh muốn lên để viết bài đánh giá này. Đây, anh sẽ viết là gì? Nhà trọ giá rẻ. Anh muốn lên top, anh muốn là khi những công nhân đến cái khu vực Phùng Xá này này, nó có nhà trọ giá rẻ là nó lên cái bản đồ nhà anh, để nó gọi điện cho mẹ anh để nó thuê trọ. Thế thì anh phải comment là nhà trọ giá rẻ này rất sạch sẽ này, rất sạch sẽ này, an ninh tốt này, đúng rồi. Cô chủ tốt bụng này, tốt bụng, đúng rồi, chính xác. Đấy, nhà trọ giá rẻ, đúng không? Được, có từ giá rẻ chưa? Đấy, rất sạch sẽ, an ninh tốt, cô chủ tốt bụng. Mình tự bịa thôi, mình mượn những cái Gmail của mọi người. Mỗi khi em đi học đây này, ở đây từng này có người thì có từng này Gmail. Em nhờ mỗi người một tí, và anh chị ơi cho em nhờ một tí xíu thôi. Nói chung là anh giúp em, sau này thì em cũng sẽ giúp lại anh, ta giúp nhau. Đấy, nó là như vậy. Đấy, đăng lên. Thế thì sau này, đấy, năm sau mà có chữ từ khóa mình muốn lên top, số đây số của mẹ anh. Đấy, thế thì có phải là khi người ta đến khu công nghiệp này, người ta cứ gõ nhà trọ giá rẻ là ra nhà trọ nhà anh. Thế nên nhà trọ nhà anh không bao giờ vắng khách là như vậy. Anh áp dụng công nghệ vào marketing cách đây 10 năm rồi, mà trong khi người ta không biết làm điều đó. Công nhân đến nơi là người ta hay tìm, nếu có điện thoại là người ta hay tìm nhà trọ, mà tìm thì lại ra cái nhà trọ nhà anh luôn. Thế là anh chả phải mất công đi dán giấy làm gì cả, cho mệt người. Excel map anh ạ. Có nghĩa nó đến đấy là nó đã nhìn thấy cái nhà trọ nhà em rồi. Có nghĩa là cứ càng nó cứ đến đấy là nó mở cái bản đồ ra. Càng nhiều tài khoản đánh giá. Chính xác, đúng rồi, 5 sao, 4 sao nhá. Đừng 5 sao suốt nghe nó ảo lòi ra. 5 sao, 4 sao, thậm chí 3 sao được, nhưng đừng 2 sao, 1 sao được nhá. Đánh giá nhiều vào. Ok chưa? Đây là kỹ thuật xem map, rất là dễ thôi.
đấy thì anh đang hướng dẫn cho em là từ A đến Z một cái gọi là để chúng ta đây, sau này thì em sẽ hoàn thiện những cái bài đăng này này. Mỗi khi em đăng, thỉnh thoảng em có cái ảnh gì đó thì em tạo cái bài đăng lên, bài đăng gồm hình ảnh các thứ cập nhật lên về doanh nghiệp của em thôi, giống như đăng bài bình thường thôi. Bây giờ chả có gì thì tôi anh chả đăng cái gì cả vì đăng lại mất công xóa nhá. Thì em sẽ đăng vào thêm này, bài đánh giá thì em vào đây em đọc được này. Đấy, bây giờ anh thử tìm xem đã ra chưa nhá. Nếu mà nó in nhanh thì chắc là ra được rồi, mà chưa in nhanh thì phải vài ngày nữa nó mới ra, thử xem nó ra được chưa. Chưa ra đâu, vài ngày nó mới ra chứ, chưa thần thánh ngay thế được đâu. Chưa bao giờ thần thánh được như vậy, ít ra phải vài ngày, thậm chí khoảng vài tuần. Em mất cái địa chỉ kia, em lại không ghi số rõ cụ thể, em mới ghi là đường Bình Xuyên kia. Không sao, tại vì thực ra ở quê ấy, chỉ ghi chung chung đấy, cổ anh, nhà anh cũng thế mà. Cái nhà trọ Lam Sáng ấy, cũng chỉ có chung chung như thế thôi. Ở quê làm gì có số đâu. Không, anh cũng chỉ gọi là chung chung nó ở vậy thôi. Tại vì ở quê em phải hiểu nó không như ở trên tại Hà Nội, mà nó có địa chỉ số nhà đâu. Ở quê thì mình chỉ có, mà thực ra hôm ấy anh kéo còn bị nhầm cơ. Bao nhiêu người đi lệch lên ủy ban hoặc lại gọi điện về, tại vì lúc anh kéo anh không để ý. Toàn gọi cô ơi, sao cháu đến đây rồi chưa thấy cái giấy nhà trọ nào cả. Do anh kéo nhầm vị trí xong mẹ anh lại phải bảo là đi ngược lại. Đấy, ok, thế là cái map thì toàn bộ nó sẽ như vậy. Vài hôm nữa thì thoảng là mình sẽ đăng bài à? Đúng rồi, đăng bài đây này, em sẽ đăng bài ở đây này. Đăng bài thì nó giống như của Duyên Web đây này. Đây này, nhưng nó có đăng bài thường xuyên một ngày thì có được không? Một ngày một lần được không? Hay như thế nào? Được. Thi thoảng đăng đây này. Ví dụ anh có đăng bài đây này, câu hỏi đáp này, em sẽ đăng bài này, chỉ đường trang web lưu này. Ở đây thì mình không xem được bài đăng của anh, chỉ xem được các đánh giá thôi. Đây, các đánh giá thôi. Chỉ xem được đánh giá thôi. Còn bài đăng thì thi thoảng em sẽ đăng bài cho nó nhé. Ok. Phải. Nói chung là mai kia sau khi em được in map thì đã, anh sẽ còn hướng dẫn em tiếp nữa. Tại vì là cầm tay chỉ việc thì nó phải như vậy. Chứ bây giờ đến bước này là rất là ngon rồi. Bình thường còn phải đợi 15 ngày cơ. Nhưng hôm nay nó quá là may là nó cho xác minh bằng số điện thoại luôn. Đấy. Bình thường lại phải nhận một cái thư. Sau 2 tuần nhưng đợt này Covid chúng nó không nhận thư nữa. Nó cho xác minh ngay, rất là tiện luôn. Ok nhá. Thế thì cái bài map nó sẽ dừng ở cái đoạn này. Đến ít nữa em được in cái bản đồ lên hệ thống của Google, anh sẽ dạy em cách tối ưu làm sao nó lên được tốt với những cái từ khóa hot. Ok chưa? Có dễ hiểu không? Nếu quên cách tạo thì có thể xem lại video này. Ừ. Rồi bây giờ anh xuất nó ra.